Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyên mục review sản phẩm của Swissport Power by MCM. Mình là Clue và mọi người vừa xem màn biểu phẩm live của mình ở trên sản phẩm rất là quen thuộc, đó chính là con Novation Launchpad Pro. Con này có thể nó được build tốt nhất cho Ableton Live, nhưng mà vẫn có thể sử dụng trên các synthesizer cũng như là các DAW khác. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào xem những tính năng thú vị của con này để tìm hiểu xem tại sao nó lại hot đến như vậy trong những năm gần đây trong giới producer. Cảm nhận đầu tiên của mình khi sử dụng con này đó là nó là một con rất là tiện lợi cho việc vận chuyển. Tuy là cái thiết kế của nó rất là chắc chắn ngầu, nhưng mà cái trọng lượng của nó thì nhẹ và chỉ cần bỏ vào một cái bao laptop và bỏ vào ba lô là mình có thể đem đi bất cứ nơi đâu. So với cái con Launchpad mini á, thì cái phím này là cái phím bấm nó hơi giật giật như nào, giật. Còn con này á, cái phím của nó là được nâng cấp lên một cái hoàn toàn mới, hoàn toàn xịn, đó là cái velocity sensitive, là nó có thể cảm nhận được velocity khi chơi, giống như là phím đàn piano vậy á. Thì đánh nhẹ sẽ kêu nhẹ, đánh mạnh sẽ kêu mạnh. Và nó còn có cả aftertouch và poly aftertouch, tức là cái khả năng mà khi ấn vào rồi mình nhúc nhích cái ngón tay á, mình rung tạo vibration á, nó sẽ tạo cái vibration cho cái sound luôn, nếu mà cái sound nó có hỗ trợ. Nhưng mà hơi buồn là Ableton nó chưa có hỗ trợ cái aftertouch và poly aftertouch. Rồi, nhìn chung là Novation có một cái rất hay nữa là nó cho cái design rất là đồng nhất. Với cái con này á, thì thiết kế của cái đế của nó là nó màu cam. Thì tất cả những cái dây nhợ mà đi chung với nó là màu cam hết. Rất là xịn ha. Ngoài cái cáp USB thì nó có một cái cục nguồn. Tại vì nó là một con MIDI control có thể stand alone, tức là không cần kết nối USB vào máy tính, mà chỉ cần cắm nguồn, cắm MIDI là có thể điều khiển một cái synthesizer riêng, không cần chơi với DAW hay Ableton gì hết. Do đó là nó đi kèm với hai cái cáp MIDI. Nó chuyển cáp MIDI truyền thống thành cái loại 3.5 ly nè. Thì cái này cũng là mình thấy một cái hay của nó. Không biết nó design gì cho nhỏ gọn hay sao, nhưng mà kiểu như có thể nó sẽ là một cái chuẩn MIDI mới trong cái công nghệ controller sắp tới thì mình cũng không biết. Rồi, đó là nhìn chung về sản phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết. Thì con này nó có 4 tính năng chính mà mọi người có thể thấy trên đây, đó là Session, Note, Device và User. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi qua từng cái tính năng này để xem coi khả năng của con này đến được bao nhiêu. Ok, bây giờ mình đã mở sẵn một project ở trên Ableton Live. Và giờ mình sẽ ghim con Novation Launchpad Pro này vào ha. Yeah. Power on. Xịn chưa. Thì cái chế độ đầu tiên là cái chế độ Session. Và mình tạm thời chưa nói tới cái chế độ Session này, mình sẽ nói tới chế độ Note trước. Vì đây là cái chức năng cơ bản nhất của một con MIDI controller, con nào cũng phải có, đó là chơi note nhạc hoặc là chơi drum. Thì cái phần note này chính là thể hiện cái tính năng của nó. Thì nó có hai cái chế độ chơi note, đó là chế độ chơi note và chế độ chơi drum. Thì chế độ chơi note đó là khi mình ở đây mình có một số track, thì nếu mà mình chọn record arm và mình chọn vào một track nó có các nhạc cụ như là synth hoặc là nói chung là nó không có drum rack, thì nó sẽ tự động đổi qua chế độ note, thì nó sẽ là một cái phím như thế này đây. Thì đây là cái phím mà nó thể hiện phím mà có màu á, chính là những cái của scale C, scale độ trưởng á, mọi người có thể nghe nè. Da 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 da. Nó hiện sẵn cái scale C cho mình, nó giống như là cây piano. Thì những cái phím có đèn này á, chính là những cái phím trắng trên cây piano.
và nó được tool tool ở Quảng Nam, tức là như thế này. Cái phím ở đây, cái phím mình bấm ở đây nó hiện màu xanh ở đây, tức là nó sẽ tương ứng với nhau. Và muốn ấn cái tiếp theo á là mình không phải là tới phím này mà là tới phím này. Nó hơi giống cái cách tune dây của guitar, nếu mà ai có chơi guitar thì mình sẽ hiểu. À thì bên cạnh cái Novation Launchpad Pro này nó có cái hay á, so với con Novation Launchpad Mini này á, là cái phím của nó có thể cảm nhận được velocity, tức là thấy được cái độ mạnh nhẹ của người chơi. Mình chơi mạnh thì nó kêu lớn, mình chơi nhẹ nó sẽ kêu nhẹ. Nó khác nhau. Còn đối với con mini thì nó bánh đánh mạnh hay đánh nhẹ nó cũng như nhau thôi. Nó kêu. Nếu mà ai có xài rồi thì biết. Rồi. Nếu mà chúng ta ấn vào các phím mũi tên lên xuống ở hai bên này thì có thể thay đổi octa của những cái nốt đang hiển thị ở đây. Ví dụ á. Đó, thì đó là hai phím để đổi octa. Và hai phím qua lại này là để đổi cái key của những cái nốt. Thì ở đây là những cái phím sáng này, nãy mình nói là nó là C major. Nếu mà mình bấm sang một bên thì nó, mình thấy, mọi người thấy là nó xuất hiện một cái phím có màu tím. Nó nhảy từ cái nốt nốt gốc, nốt C này qua cái nốt kế bên là nó C thăng. Thì ý nó muốn nói cho mình biết là mình đã nhảy qua cái chế độ C thăng major. Nếu mà mình đánh, thì là mình đánh những phím này là mình đánh những nốt trong cái scale C thăng major. Mình đừng có đánh cái màu tím nha. Cái màu tím nó chỉ hiển thị để nó cho mình biết là nó mình đang ở scale gì thôi, chứ mình đánh vô nó là mình sẽ bậy scale liền. Mà ví dụ nè, mình thấy nó hơi bậy rồi đó. Nếu tiếp tục lên nữa, thí dụ mình muốn chơi ở scale là re trưởng đi, D major, thì đây cái thằng sáng kế bên thằng C này chính là thằng D ha, thì đánh thằng màu hồng này bây giờ nó là trở thành thằng D chứ không phải là thằng C nữa. Này nó hơi vòng vo ha, nó không giống cái push, Ableton push thì nó sẽ đổi cái nó giữ nguyên cái nốt mà nó đổi cái đàn qua chỗ đó. Còn này nó giữ nguyên cái đàn mà đổi cái nốt về đó thì nó hơi phức tạp. Mình thấy nó hơi phức tạp nhưng mà đánh riết thì cũng quen. Ok, đó là về cái phần nốt nhạc. Còn nếu mà chúng ta đổi sang cái phần chọn record arm và chọn vào một cái track mà có drum rack như là cái track đầu tiên này, thì trở lại cái phần nốt, chúng ta sẽ thấy một cái giao diện hoàn toàn khác. Nó không còn là một cái giống như bàn phím piano nữa mà là một cái ô vuông vức như thế này. Là ở đây tại mình chỉ load có 16 cái âm trống thôi thì nó chỉ ra 16 nó cái phím vàng như thế này. Nếu mà mọi người load nhiều hơn thì nó sẽ thêm những cái màu vàng ở ngoài nữa. Ở đây nó cho phép mình load tối đa là 64 cái sao lận. Đó là cái tối đa trong drum rack của Ableton. Thì cái phím này nó mềm và nó tạo cảm giác khi chơi drum rất là đã. Mình demo thử một xíu ha. À,
Rồi bây giờ mình sẽ đánh thử một đoạn drum để demo cho mọi người xem ha. Đánh nó cũng hơi xàm à. Rồi đó là cái drum pad. Thì có một số bạn mà chơi DJ á, mọi người không có muốn cái sensitive này, nó không muốn dùng cái sensitive này. Tại vì có những cái sample mình muốn chơi á, bấm cái là nó kêu đúng cái âm lượng của nó, mình khỏi phải bận tâm là mình bấm nhẹ hay bấm mạnh. Thì có một cách để mà cho cái phím velocity sensitive này trở thành cái phím ngáo ngơ như quỷ này, tức là bấm sao thì kêu tất cả các nói chung là bấm với mạnh nhẹ như thế nào thì kêu như nhau hết. Đó là bấm vào cái nút setup. Thì bốn cái ô này nó cho phép mình thay đổi giữa những cái nhạy cảm của cái độ nhạy cảm của cái phím. Đây là cái độ không nhạy cảm gì hết, màu trắng. Nó không nhạy cảm gì hết. Còn muốn nó nhạy cảm hơn thì ở đây là nhạy cảm nhất, bấm nhẹ thì nó sẽ kêu nhẹ, bấm mạnh thì sẽ kêu mạnh. Ok, đó là phần nốt. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi qua phần tiếp theo, đó là phần session, là phần quan trọng bậc nhất, mình theo mình là quan trọng bậc nhất của con Novation Launchpad Pro này. Wow. Cái đây là cái hiển thị của phần session, nó sẽ tương ứng với session view trong Ableton. Tức là các track nó sẽ nằm theo cột dọc. Đây là track thứ nhất nè, đây là track thứ 2, 3, 4, 5, 6. Thì track nào mà nó có clip á và cái clip nó màu gì á thì nó sẽ hiển thị ở đây cái màu đó luôn. Nó nhờ cái công nghệ mới của Novation á, cái đèn nó sử dụng đèn LED RGB thì màu nào mà của clip ở trên Ableton á nó sẽ hiển thị đúng cái màu đó. Bây giờ mình thử đổi màu một cái clip ha. Đây mình chọn cái clip này, đổi nó sang màu tím mộng mơ. Thì ngay lập tức ở trên cái Novation Launchpad Pro này đổi sang màu tím mộng mơ. Thì lúc này mình sẽ nhanh chóng mình có thể biết được là cái clip mình muốn bấm sắp tới là clip gì đây. Một cách rất hay để cái thiết kế cái session view của mình. Mà mình sẽ trở lại cái màu chính của nó ha. Bây giờ mình sẽ đi vào các nút chức năng ở đây. Thì mục tiêu quan trọng nhất của session view này á là để thu âm các clip và để play, để chơi các clip live. Thì một cái lúc nãy mọi người đã thấy mình làm đó là cái record arm này, là để arm cái track nào mà mình muốn chơi và mình muốn thu âm. Giả sử mình muốn tạo một clip ở phần beat này nha, thì mình phải arm phần nó, arm sau đó chọn qua note. Thì cái phần trống nó mình mới có thể chơi được cái phần trống trong cái track đó. Giờ mình thử thu âm một cái clip mới ha. Thì để đây là những cái clip có sẵn, mà bây giờ muốn thu âm một cái clip mới, mình chỉ cần bấm vào một cái phần clip chưa có ở đây là nó màu đỏ nè, là bấm vào thì nó sẽ thu âm. Giờ mình sẽ demo ha. Trước khi thu âm thì mình sẽ mở cái metronome lên. Thì có một cái nút ở đây là nút click, là để tắt và mở metronome. Mở lên, tắt, mở, mà chưa kêu là do chưa có play. Để play cái, ok, play lại. Rồi để thu âm, trở lại session view, bấm vào một cái clip màu đỏ rồi bắt đầu thu ha. Tực. Bấm vào cái nút đỏ này là ngừng thu âm. Và sau đó mình có thể dùng một chức năng của ngay cái nút chức năng đây luôn, đó là nút quantize, để mà quantize các nốt mà mình đánh hơi sai và cho nó đúng nhịp. Bấm. Bây giờ một cách mầu nhiệm là đã đúng nhịp hết. Yeah. Bây giờ mình sẽ bắt đầu add thêm những element khác ở trong cái drum track này. Bấm record.
À, vậy là đã có thêm một element mới. Bây giờ mình tiếp tục add những element tiếp theo vào. Mình có thể giữ cái pattern này để nó là một cái gọi là một pattern đơn giản để mình tạo một cái clip mới để mình add thêm, thì mình sẽ có được hai clip, một cái clip là có pattern đơn giản và một cái clip có pattern phức tạp hơn bằng cách là chọn duplicate. Thì ngay lập tức nó tự tạo một cái clip ở dưới cái clip này mà nó là cái clip y chang. Hai clip này y chang nhau. Nếu mà mình mắc một cái lỗi lầm gì đó thì mình có thể bấm undo thì cái clip mới tạo này sẽ mất, hoặc là shift redo là lại tạo lại cái clip mới này. Bắt đầu mình sẽ add thêm button vào cái clip mới nha. Mình lại tiếp tục quantize cho nó đúng nhịp. Ok. Lại tiếp tục duplicate. Tự động cái clip này nó gấp đôi chiều dài ra. Và sau đó mình có thể add thêm một số cái điểm khác biệt ở cái nửa sau của cái clip này cho cái clip này nó hay hơn. À, mình vừa add ba cái nốt cuối ha. Quantize tiếp. Rồi, một cái chức năng cuối cùng ở trên cái thanh dọc này đó là chức năng delete. Đó là nếu mà mình thấy cái beat nãy giờ mình làm ra dở quá nghe không thú vị gì hết thì mình có thể bấm đè delete và bấm thế là mất tiêu clip. Rồi, thì đó là cái chức năng ở cái thanh dọc bên đây. Giờ tới cái thanh dưới đây thì mình sẽ tạm gọi cái thanh này là cái thanh mixer trong cái session view. Ok, đó là mình vừa nói xong các chức năng của các phím thanh dọc bên đây. Bây giờ mình sẽ nói thêm một số chức năng khác, đó là cái chức năng play cái scene, or play cái clip. Tức là trong cái session view này muốn play cái clip á, là mình chỉ đơn giản là mình bấm vào cái clip đó, nó sẽ nháy đèn vài lần và nó sẽ bắt đầu play. Thì trong một track á, chỉ có một clip được play thôi. Nếu mà bấm vào chỗ clip khác thì cái clip kia nó sẽ bị mất. Và ở các track khác nhau thì mình có thể play một lượt nhiều clip của các track khác nhau. Giả sử đây. Rồi muốn tắt, muốn stop clip thì mình có thể bấm vào một cái chỗ bất kỳ của cái track thì nó sẽ tắt cái clip hiện chơi. Còn nếu mà một cái track mà đang bị arm như thế này á thì bấm vào chỗ khác á, nó sẽ tự động record chứ nó không có tắt. Thì do đó mình phải cần tới cái nút stop clip này để tắt. Rồi, Ableton Session View nó có một cái chức năng đó là play các clip trên một hàng ngang cùng lúc, đó là gọi là play scenes. Thì chúng ta có thể sử dụng tính năng đó bằng cách là bấm cái nút mũi tên bên đây ha. Đổi qua một cái scene khác thì bấm cái nút mũi tên tiếp theo. Đó là về cái tính năng mà play clip, stop clip và play scenes. Còn một cái quan trọng khác mà mình muốn nói ở đây đó là mọi người có thể theo dõi trên màn hình đó, thấy là có một cái đường màu tím nó bao quanh cái phần clip đúng không? Thì đó là nó cho mình biết là cái góc nhìn ở trên cái Ableton Launchpad Pro này nó sẽ tương ứng với cái góc nhìn nào ở trên đó. Nếu mà mình dùng cái phím mũi tên ở đây để di chuyển lên xuống thì cái màu tím nó cũng chạy theo.
và cái clip hiển thị trên đây nó cũng khác, nó không còn giống như là lúc đầu nữa. Mình có thể di chuyển qua trái qua phải. Nếu mà một cái section của mình dài, có nhiều track, có nhiều clip thì dùng cái này để mình đến cái vị trí mình muốn. Và có một cái nữa là có thể đè nút section thì nó sẽ cho phép mình chọn những cái vùng rộng lớn trong cái session view này. Thí dụ như là có thể tạm chia cái session view của mình đang là quá ít thì nó chỉ có một vùng, nhưng mà nếu mà cái nào lớn quá nó sẽ có tới 2 hoặc 3 4 vùng, thì như vậy nó sẽ đi nhanh hơn, không cần phải đi từng từng nấc từng trắc như thế này.